quán trách em rất nhiều. Sau ngày ấy bỏ anh trong cô liêu, anh từng nói với em rất năng lực. Sau ngày ấy để anh ôm chơi vơi, giờ lớn hơn anh mà hiểu, ai cũng muốn cuộc sống không lo toan. Thì lúc ngày anh qua xóa, em nào dám gửi phần cho anh mà. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là buộc ngập ngừng theo anh cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nói. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, mà không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Em đớn đau cuộc đời.